Sau giờ kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến và liên tục chương trình, toàn thể quý vị chúng ta cùng mà hướng mắt trở về sân khấu để cùng chào đón sự diện của đội văn nghệ gia đình đến từ bản lướt sẽ phục vụ tới toàn thể quý vị dân chọn những tình cảm thân thương nhất trong buổi tối hôm nay. Đến với toàn thể quý vị với tiết mục múa vũ điệu sôi động, toàn thể quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đội văn nghệ của gia đình đến từ bản nước. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị trong một tràng pháo tay thật lớn nữa các quý vị ơi.
Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, chân thành cảm ơn đội văn nghệ của gia đình đến từ Bản Ngước đã gửi tặng tới tất cả quý vị và dẫn chọn với tiết mục múa vũ điệu sôi động nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn đội văn nghệ rất nhiều. Vâng, thưa quý vị.